Vì sao dự án khai thác bauxit Tây Nguyên bị thanh tra vào thời điểm hiện nay? Lâu nay, dự án khai thác bauxit Trung Quốc ở Tây Nguyên đã gây ra nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, hiệu quả kinh tế và tác động môi trường. Vào ngày 28 tháng 11, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc quản lý khai thác khoáng sản. Đáng chú ý, dự án khai thác quặng bauxit ở tỉnh Đắk Nông là một trong dự án thuộc diện bị thanh tra. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy, đây là quyết định thanh tra chuyên đề về quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, wolfram và quặng bauxit. Được biết, chủ trương này do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực yêu cầu. Ban Chỉ đạo do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành lập vào năm 2013, được cho là đứng đằng sau nhiều vụ thanh tra nhằm vào các vụ án tham nhũng lớn, dẫn đến sự ra đi của nhiều quan chức cấp cao. Hiện nay, Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phụ trách trên cương vị Phó Ban Thường trực. Tây Nguyên là khu vực giàu dữ lượng bauxit và được đánh giá là một trong những mỏ bauxit lớn nhất thế giới. Bauxit là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất nhôm, một kim loại quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp như xây dựng, giao thông vận tải và quốc phòng. Liên quan dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên đã có những tranh cãi và lo ngại từ lâu. Các ý kiến chủ đề xoay quanh việc sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm từ bùn đỏ và lao động từ Trung Quốc tràn sang. Đặc biệt, sự dính líu của phía Trung Quốc trong hoạt động tổ chức khai thác với hai dự án lớn Nhân Cơ ở tỉnh Đắk Nông và dự án Tân Giai ở tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến quan ngại về sự phụ thuộc ảnh hưởng của Trung Quốc. Dự án khai thác bauxit Tây Nguyên vào những năm 2008-2009 đã từng khiến dư luận Việt Nam dậy sóng. Các tướng lĩnh quân đội như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên đã lên tiếng can ngăn, cũng như các nhân sĩ trí thức nổi tiếng đã tuyên bố kêu gọi nhà nước và chính phủ dừng việc triển khai dự án này. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó đã khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, do đó vẫn chỉ đạo tiếp tục thực hiện. Sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nhanh chóng được thúc đẩy và hợp tác phát triển cả ngành công nghiệp nhôm ở Tây Nguyên. Dự án khai thác bauxit Tây Nguyên bắt đầu triển khai khi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực khai thác và chế biến. Trong vai trò là Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2001 đến năm 2011, ông Nông Đức Mạnh và Bộ Chính trị đã phê duyệt dự án khai thác bauxit Tây Nguyên từ năm 2001. Đến năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ký quyết định 167 phê duyệt quy hoạch khai thác bauxit giai đoạn 2007-2015, có xem xét đến năm 2025. Truyền thông nhà nước đã lý giải về việc tổ chức thanh tra việc khai thác khoáng sản và cho rằng do những lo ngại về tác động tiêu cực của dự án bauxit Tây Nguyên này vẫn tồn tại cho đến nay, nên việc dự án bauxit Tây Nguyên bị điều tra, thanh tra và xử lý được cho là để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường, an ninh và hiệu quả kinh tế. Theo giới quan sát, về thực chất vấn đề không đơn giản như vậy, mà đây là đề xuất xuất phát từ chủ trương nhằm hạn chế sự liên quan của Trung Quốc với Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, cũng không loại trừ các tình huống khác, nhất là các sự chỉ đạo từ Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực ông Phan Đình Trạc. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin Vì sao dự án khai thác bauxit Tây Nguyên bị thanh tra vào thời điểm hiện nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Sự mất cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an có thể gây mất ổn định. Chỉ trong giai đoạn 2016-2021, Chủ tịch nước đã thăng hàm cấp tướng cho tới 574 sĩ quan quân đội và công an, trong đó gồm 400 sĩ quan quân đội và 174 sĩ quan công an. Con số cấp tướng này được coi là nhiều gấp 20 lần so với một số quốc gia trên thế giới. Sáng ngày 28 tháng 11, Quốc hội Việt Nam với 458 trên tổng số 459 đại biểu đã biểu quyết thông qua luật sĩ quan quân đội sửa đổi. Luật sửa đổi lần này đã giới hạn tổng số cấp tướng trong quân đội tối đa là 415 người. Đáng chú ý, luật này có hiệu lực thi hành ngay lập tức kể từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Công luận đặt câu hỏi
Quốc hội Việt Nam tiến hành sửa đổi quy định giới hạn tổng số cấp tướng trong quân đội, nhưng tại sao không giới hạn tổng số cấp tướng trong ngành công an? Theo quy định hiện hành, lực lượng công an chỉ được phép có tối đa 205 sĩ quan cấp tướng. Những căng thẳng và xung đột lợi ích giữa hai phe công an và quân đội xuất phát từ việc tranh giành ảnh hưởng, tiếng nói trong Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, cũng như ngân sách nhà nước dành cho hai lực lượng vũ trang này. Phe công an được cho là chiếm ưu thế mạnh hơn do số lượng ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ công an nhiều hơn phe quân đội. Cho dù số lượng ủy viên Trung ương của phe quân đội gấp gần 4 lần so với phe công an. Mối quan hệ giữa quân đội và công an Việt Nam không chỉ là sự phối hợp trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn là một cuộc cạnh tranh ngầm về quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai lực lượng này có vị thế khác biệt trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Kể từ sau Đại hội lần thứ 12 đến nay, quyền lực của phe công an, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đã gia tăng đáng kể về mọi mặt, đặc biệt về nhân lực và chi phí ngân sách. Trong khi đó, lực lượng quân đội ngày càng tỏ ra thất thế, dẫn đến một sự mất cân bằng về quyền lực. Điều này thể hiện những mâu thuẫn quyền lực ở bộ máy lãnh đạo cấp cao nhất. Nhiều dấu hiệu cho thấy trước sự mất cân đối quyền lực có thể gây nguy hiểm cho ổn định bộ máy nhà nước. Gần đây, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều dấu hiệu lấn lướt và lạm quyền trong việc sắp xếp cũng như bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Điều đó đã khiến cho tướng lĩnh quân đội có các biểu hiện trỗi dậy. Theo giới phân tích, trong thời gian gần đây, các phe nhóm của các tướng lĩnh quân đội đã có nhiều dấu hiệu hợp nhất bỏ qua các vấn đề bất đồng trong nội bộ của Bộ Quốc phòng. Phe quân đội hiện đang triển khai phối hợp cùng các phe phái khác trong Đảng với mục tiêu nhằm giảm ảnh hưởng của Bộ Công an và ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong các kỳ họp Trung ương Đảng gần đây, phe tướng lĩnh quân đội tỏ rõ khả năng có tiếng nói quyết định trong chính sách lớn của Bộ Chính trị. Chẳng hạn như việc loại bỏ hay bổ sung các nhân vật quyền lực hoặc tái cấu trúc cơ cấu lãnh đạo. Theo thông tin do rỉ trên mạng xã hội, tại hội nghị bất thường vừa qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị bổ sung một số nhân sự của Bộ Chính trị, nhưng sự dẫn dắt của phe quân đội, đề nghị của Tô Lâm lập tức bị đa số các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng loạt bác bỏ. Cũng theo thông tin nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, sự ủng hộ của Trung ương đối với Tổng Bí thư Tô Lâm tại thời điểm hiện nay đang ở mức thấp nhất. Khả năng cao Chủ tịch Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính, vốn là các nhân vật thân Trung Quốc, sẽ vượt qua ông Tô Lâm trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin sự mất cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an có thể gây mất ổn định. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.